Hôm nay gia đình mình sẽ đi xem club ha. Mình sẽ đi mua một số thứ. Mọi người xem thử coi hôm nay mình đi mua cái gì nha. Đây là cái cửa hàng kẹo ha. Người ta bán cho Halloween đó mọi người. Rất là nhiều luôn. À, nhà mình mua hai bịch ha. Hai bịch kẹo để phát Halloween đó mọi người. That's cheaper than what I paid for our TV, the big one. Yeah. Sao con? Not this year. Wow, cái TV này bự quá trời luôn. Một cái TV này có 500 đô thôi đó mọi người. Mà 65 inch, bự ghê chưa? Hôm nay họ cũng đã bán đồ Giáng sinh rồi ha. Push. Nó mở ra luôn á hả? Tiki, push down. Push. Push. Ông thầy trèo lên. Hai vợ chồng thích cái bộ này lắm luôn. Đó. Ờ ôi, nó ngồi nó hưởng thụ kìa. Đó. Nó ngồi nó hưởng thụ đó. Đó, cái ghế này á là 700 mọi người, với cái ghế bên kia 400 nữa. Đó, chỉ có một với cái ghế này chỉ có ba cái ghế với một cái ghế kia là 4 cái mà 1000. Hai vợ chồng đang rất là thích cái bộ này. Ông đi ông thấy mấy cái ghế này là ông là chạy lên ông ngồi à. Nó hưởng thụ đó, mới có 2 tuổi à. Yeah. Come on, let's go. Let's go. Let's go. Đi tới đâu không rồi ngồi. That's that chair we need. It's a double sized chair. Oversized chair for us to sit in. Đi con. Đi nè. You stay daddy. No. À, mình mua một cái thảm ha. Cái thảm để lót chân đứng ngay chỗ bếp á, mình nấu á. Cho nó êm chân, tại mình không có mang dép ở trong nhà á mọi người. Nên mình mua cái thảm mình đứng ha. Màu thảm rất là đẹp. À, mình mua một miếng cá hồi nha mọi người. Đây là cá hồi thiên nhiên á. Tới 12 đô một pound rồi mọi người. Khá là mắc lắm. Nên mua một miếng. Còn cái cá hồi mình nuôi á thì nó rẻ hơn ha. Nó 8 đô rưỡi một pound. Ở cái miếng cá nó rất là bự và cái màu mọi người thấy không? Cái màu nó khác ha. Cái màu này nó lợt hơn và cái màu này nó đậm hơn ha. Và cái màu này nó không có mỡ mọi người. Cái cá nuôi nó có mỡ ha. Đi go. Cái này là cá ngừ đại dương. Đây là cua hoàng đế nè mọi người. Đế ha. Nó đóng sẵn như vậy nè mọi người. Để nó cũng khá là mắc á. Nó tới 26 đô một thao rồi mọi người. Một cái bịch thì nó khoảng 450 đô gì đó. Mà mọi người coi. Lobster mắc không? Đó. Hai cái đuôi nhỏ như vậy thôi là 45 đô. Rất là mắc luôn mọi người. Thực sự rất là mắc. Ở đây thì nó bán cá, bán đồ biển ha. Đây là đùi gà mọi người. Đùi gà thì nó cũng khá là rẻ ha. Nó
chỉ có 1 đô 6 một thao thôi mọi người. Còn ở bên đây thì nó chỉ có 1 đô thôi. Hai cái giá nó khác nhau. Còn bên đây là cánh gà ha. Cánh gà thì tới 2 đô rưỡi một thao rồi. Cánh gà thì nó mắc hơn mọi người ha. $7, that's not too bad. $20 là 2 bịch. Cái này nhiều lắm, ăn không mất hết. Chưa mất. Thế đi. You bought before. You just cut that off, put it in the freezer. So you bought before that. Đây mình sẽ lấy cái cục thịt xông khói này ha. Nó có tới 2 cục luôn. Cái này nó có vẻ nó nhiều thịt rồi mọi người. Rất là ngon ha. $20. Ở đây thì họ bán trái cây ha. Họ bán trái cây cũng khá là nhiều. Mình hay mua kiwi ở đây thì nó khoảng 6 đô một hộp. Một hộp như nó được 8 trái mọi người. Tại ở nhà mình còn nên mình không mua nữa ha. Ba ba nó mua chi nè. We don't need this key. Oh, come on. Is he eating this still? Yeah. Just one? Yeah. Vậy đó. Thôi ba mua rồi. Ba mua cho con rồi kìa. Ba mua cho con rồi. Ở đây rất là nhiều chi ha. Chi này ăn cũng rất là ngon mà. Nhưng mà nhà mình hay ăn mấy cái gói gói này nè, cho nó tiện. Mỗi lần ăn mình xé một gói nhỏ làm ăn hết thôi. Nè, mua thêm một bịch dưa leo ha. Dưa leo này ăn rất là ngon. Ăn sống rất là ngon. Anh nhỏ này ảnh nhoi lắm. Đây cà chua bi nè mọi người. Cà chua bi thì nó 7 đô một hộp đó mọi người, chứ nó không rẻ đâu ha. Cái này, cái hộp đáp này nè. Nó tới hộp trà là nó tới 10 đô một hộp. Mình hay mua cái này về ăn lắm. Mua ở đây thì nó khá là rẻ ha. Mua những cái chợ đó nó khá. Yes. What? Ở cái khu vực này người ta bán nước nè mọi người. Các loại nước uống ha. Chất lượng rất là cao. Còn bên kia là những cái đồ ăn một lần rồi bỏ ha. Bye bye full lip. Yeah, they don't have the unsweet. Ba nó mua trà vậy ba nó uống mọi người. Hôm nay ba không mua hả? Today you don't buy. They don't have. That's sweet. Cái loại không có đường mọi người, không thấy, chỉ còn có loại có đường không mà nên ảnh không có lấy. Anh uống là không đường. Mình thì uống gì cũng được mọi người, mình không có quan tâm lắm. Mình thì mình hay uống nước ép lựu. Thôi, toàn là nước uống thôi mọi người, bên đây nữa nè. Nước uống nhiều lắm. Bên đây là nước uống ép như trái cây vậy đó. Không phải nước ép mà giống như nước. Tí kì. Đây cả em bé. Tí kì. Come on. Đây mình sẽ mua một chai nước ép lựu. Để mình coi. Mình coi cái đáp nó đó mọi người. Cái này tới tháng 2 vậy ha. Nó giỏi lắm đó, nó rinh phụ đó. Chicken.
Thì ca mình mua một bịch pistachio ha. Hôm bữa là mua thằng hạnh nhân nữa mà ở nhà còn. Ơ sao con? Ủa? Nó đẹp. Wow, let's see. We will go there late. Yeah, we'll go okay. There okay, we go Tiki. Mình đi một chút xíu nữa rồi mình quay lại mình coi. Ổng giờ ổng nhoi lắm mà không chịu ngồi trên xe tao là đi hà. Ở đây là những cái loại hạt đậu ha, người ta mix các loại với nhau hoặc là chỉ một loại thôi. Rất là nhiều thứ ha. Nè. Một hộp điều này khoảng 300 ngàn đó mọi người, cũng rẻ chứ còn không có mắc. Một người một ký. Còn ở đây là các loại bánh kẹo ha. Tiki. Fireball. Cinnamon is hot. Oh. Like they used to get sour stuff, right? Còn ở đây là những cái loại bánh Kit Kat ha. Đây mọi người. Ocha. Đây là nói chung nè, là những cái loại mà sô cô la phủ mọi người. Hồi trước chồng mình hay mua cái mang mấy cái này nè. Ở trong nó có những cái bịch nhỏ nhỏ á, rất là dễ ăn. Còn cái này, những cái miếng rất là bự. Em mua thêm một bịch kẹo nữa hả? Đủ thứ. Cái này ngon nè. Cái này good. Yeah, it's for the office. I think for children. Could... Một bịch này là $15 mọi người. $15 một bịch này. Rất là ngon, toàn là sô-cô-la không mà. Cái này cũng là ngon lắm luôn nè. $3, $4 một bịch. Một bịch này cũng 2.3 vậy. Cái rửa nè. Đi mình sẽ mua cái hộp này mọi người. Cháu mình nó đòi ăn cái loại này. $14 rồi. Tiki, come on. You need anything in that stuff over there? No. Người ta bán đồ cho nó ăn rồi đó mọi người. Mấy cái này cũng khá là mắc nha. Nó cao rồi, nó khá là mắc luôn. Cái này những cái loại đèn để cho Noel là những cái quả bóng mở cầu không chị. Cái hôm này 300. Cái hôm này gần 200. Another 2-3 weeks will be trời ơi, năm trước á mình dựng cái cây thông lên mà ổng quậy quá trời luôn hà. Mình rào lại xung quanh rồi mà cứ thò tay vô nó bóc, nó giật, nó bóc, nó giật không mọi người. Năm nay không biết làm sao nữa. Ổng thích lắm luôn. Đây hàng bán những cái đồ Noel, trưng Noel đó mọi người. Anh này nó khoái lắm luôn á, cái chiếc xe này nó có đèn đó hả, đèn cây thông đó hả, có chữ không, chữ nó có đèn đó mọi người. Chữ joy.
80 bơm. Cái quả cầu này là 89 đô, còn cái này là 150 rồi mọi người. Còn cái con này nó tới gần 200. Em mê mẩn với cái chiếc xe này. Tiki, Tiki, con thích chiếc xe đá hả? Ổng biết cái chỗ bấm cho đèn nó sáng đó mọi người. Chịu hôm nay ổng luôn á. Đèn á hả? Light. Con bấm cho đèn nó sáng lên đó hả? Rồi, chiếc xe chở cây thông nè. Rồi xung quanh có treo đèn nữa. Light. Light. Hôm nay ở khu vực này nó có bán đồ Giáng sinh nữa mọi người. Mình thấy toàn là cho nữ không à. Đồ Giáng sinh này cho nữ hả? For girl. For girl. No boy. Did I say boy dress? Yeah. I said Christmas dress. Adam dễ thương không mọi người? Adam này cho 3 tuổi nè, đẹp quá ha. Ở khu vực này họ bán quần áo ha. What do you want? Oh, mama see. Hey, come on. Come on, my son. Mọi người thấy cái lò nướng cũng bự khủng khiếp chưa? Chuck, here you go. Tính tiền rồi đó. Mà có anh nhỏ ảnh vẫn còn lang thang, ảnh đòi đi chơi đó mọi người.